Sao vui được gặp lại tất cả quý khách hàng thân yêu của Nha khoa Quốc tế Nevada. Vâng ạ, quý khách hàng thân mến, đây là ca sĩ Phương Thảo. Hiện tại thì bạn quay trở lại Nha khoa Quốc tế Nevada để thăm khám lại sau khi bọc răng sứ thẩm mỹ tại bên em được 6 tháng. Không biết rằng là cái kết quả và khi cái cuộc sống sinh hoạt của Phương Thảo như thế nào khi bọc răng sứ thẩm mỹ. Thì bây giờ chúng ta hãy cùng gặp gỡ và trò chuyện với các Phương Thảo mọi người nhé. Xin chào Phương Thảo. Xin chào các bạn. Hôm nay xinh và tây quá nha. Thảo ơi, lần này là mình thấy là Thảo trên Facebook ấy chạy show nhiều nhở. Lần này mình tất bật lắm đúng không? Cũng trộm vía là hình như là mình thay đổi xong thì nó cũng đổi vận hay sao ấy. Khi làm răng xong là cũng thay đổi đúng không? Thì các cụ cũng có câu rằng là hàm răng mái tóc là góc con người mà đúng không? Đấy, chị thấy thì là mình thấy rằng là cái hàm răng của Thảo bây giờ ấy nó rất là kiểu vừa gọi là tỷ lệ nó rất là vừa vặn với cái khuôn miệng của mình, cái đường cười của mình ấy. Mà cái men răng này, cái màu men ấy, Thảo thích không? Em rất là thích cái màu men răng này bởi vì rất là sáng và rất là tự nhiên. Mọi người cũng đều khen là làm răng màu rất đẹp. Đúng rồi, bản thân mình ngồi đối diện Thảo ấy thì cũng thấy rằng nó tự nhiên lắm, màu trắng trong luôn. Thì không biết rằng là khi mà làm răng về như thế này mọi người với các bạn bè có nói gì không? Thật ra thì có một số bạn bè của em thì vẫn quen với cái hình ảnh trước đây là mình có răng khểnh. Thì mọi người bảo là hơi tiếc. Thế nhưng mà em thấy là hầu như mọi người đều ủng hộ em vì trông thẩm mỹ hơn hẳn, trông mình cười cũng xinh hơn, khuôn mặt mình cũng thay đổi hơn mà lên sân khấu cũng sáng hơn. Sáng sân khấu hơn đúng không? Kể cả khi mình có quay gì đi chăng nữa thì cái hình ảnh của mình nó cũng sẽ được ăn hình hơn, nó sáng hơn. Thế vừa nãy là mình có thấy Thảo chia sẻ rằng là Thảo trước đây là có răng khểnh đúng không? Thảo có thể chia sẻ với tất cả quý khách hàng đang theo dõi livestream của Nha khoa Quốc tế Nevada rõ hơn về cái tình trạng của Thảo trước khi đến với cả thẩm Nha khoa Quốc tế Nevada được không? Trước khi đến với Nevada thì thực sự là Thảo Thảo không thích cái hàm răng của mình một chút nào cả, mặc dù là mọi người cứ hỏi là có răng khểnh nó rất là duyên, nhưng mà răng của Thảo thì bị khớp khểnh hơi nhiều, cả hàm trên và hàm dưới nữa, và bị xỉn màu, cho nên là mình rất là mất tự tin, là nhất là trong cái lúc mà mình tham gia thi The Voice thì thật ra mọi người đều bảo là lên hình thì khá là xinh, nhưng mà mình thì mình vẫn thấy là không được tự tin lắm, là bởi vì cái hàm răng, cái nụ cười ấy, nó không được đẹp, cho nên là sau khi mà tham gia The Voice xong thì quyết định là thay đổi bản thân một chút. Một bước ngoặt đấy đúng không? Cuộc thi The Voice là một bước ngoặt của Phương Thảo. Thực ra là lúc đấy là cũng ngại cười cực kỳ và tiếp xúc, nhưng mà nó lại là cái cơ hội rất lớn đúng không? Rồi, thế Thảo ơi, thì không biết rằng là khi mà trong cái quá trình làm ấy, Thảo có khó khăn gì không khi đến với cả Nha khoa Quốc tế Nevada không? Lúc đầu thì cũng rất là sợ vì có nhiều người dọa lắm, bảo là đi làm răng thì cẩn thận không người ta nhổ răng rồi người ta mài sâu quá thì đau lên tận óc các kiểu, đau rồi nó ảnh hưởng thần kinh các thứ, sợ lắm, thì cũng đắn đo mãi. Nhưng mà sau khi đến thăm khám nói chuyện với bác sĩ thôi thì mình đã thấy yên tâm hơn phần nào rồi. Và rất là may mắn là trong cái lúc làm thì hầu như là không bị đau đớn gì cả, và cũng không bị buốt gì cả, rất là dễ chịu, và mình cảm giác là cái lúc mà bác sĩ mài răng chắc mình ngủ được một giấc ở trên ghế luôn ấy. Đấy, đây này, từ khách hàng có thể thấy không? Thảo có một nụ cười rất là ấn tượng đúng không ạ? Đây là còn là một nụ cười rất hài lòng nữa đúng không? Thế Thảo ơi, về lúc mà bọc sứ xong ấy, về có gây ảnh hưởng gì trong cái việc ăn nhai sinh hoạt hàng ngày của mình không? Các bác sĩ thì vẫn cứ dặn mình là phải kiêng à? Phải kiêng, phải kiêng một số đồ rồi không được ăn. Chỉ mấy ngày đầu thôi. Lạnh quá rồi đấy. Nhưng mà mình thì mình cũng cứ cẩn thận, thì mấy ngày đầu mình cũng kiêng, sau đó thì lại thấy mọi thứ nó bình thường. Nhưng mà mình cảm thấy nó không hề gì cả, nó vẫn như kiểu vừa làm xong á, rất là đẹp đúng không? Có Thảo hay uống cà phê là uống cái đồ lạnh hay là cà phê thì không, nhưng mà cũng có uống một số đồ mà có màu một chút, ví dụ như là rượu vang hay là một số thứ thì đó, các bạn có thể thấy. Vâng ạ, từ một hàm răng của Phương Thảo trước khi đến với cả thẩm mỹ Nha khoa Quốc tế Nevada, đó chính là một hàm răng khớp khểnh đúng không? Thậm chí là còn xỉn màu. Nó khiến cho bản thân là cái răng của mình như vậy mà
cái da của mình nó sẽ bị xỉn đi, nụ cười của mình nó không được tươi tắn. Và bây giờ thì Phương Thảo đây ạ đã tự tin với nụ cười của mình hơn nữa. Vâng ạ, Phương Thảo đã có được một cái kết quả rất là tốt và ngày hôm nay là qua kiểm tra bác sĩ cũng rất là ok đúng không? Không có vấn đề gì đúng không? Cảm ơn Phương Thảo rất là nhiều. Và đặc biệt là cũng cảm ơn Phương Thảo mặc dù rất là bận nhưng mà cũng cố nán lại một chút để có thể quay live stream để chia sẻ với mọi người xem rằng là cái cảm nhận của Phương Thảo như nào khi bọc xứ tại Nepada nhé. Cảm ơn Thảo và chúc Thảo sẽ luôn xinh đẹp, rạng rỡ và tiếp tục có nhiều những sản phẩm âm nhạc tuyệt vời hơn nữa Thảo nhé. Xin cảm ơn Thảo. Thảo có muốn nói gì tới cả quý khách hàng của thẩm mỹ nha khoa quốc tế Nepada không? Các bạn ơi, Thảo nghĩ rằng là cái răng cái tóc là góc con người. Vậy thì ngay ngày hôm nay những bạn nào mà không hài lòng với hàm răng của mình thì Thảo nghĩ rằng là các bạn hãy đến Nevada ngay để trải nghiệm dịch vụ rất là tuyệt vời ở đây. Cảm ơn Phương Thảo rất nhiều. Vâng ạ, thưa tất cả quý khách hàng đang theo dõi livestream của Nha khoa Quốc tế Nevada. Phương Thảo thì đã rất là rạng rỡ và tự tin với nụ cười và cũng tự tin với chính bản thân mình rồi đấy ạ. Nếu như mọi người đang có những vấn đề về răng miệng thì hãy tới ngay Nha khoa Quốc tế Nevada nhé. Còn bây giờ thì SGV được kết thúc livestream ở đây. Cảm ơn mọi người đã quan tâm theo dõi ạ.